Mến chào các bạn. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về hai từ bạc mạng và bạt mạng. Trước tiên, bạt mạng. Bạt mạng là tính từ được hiểu là liều lĩnh, bất chấp tính mạng. Thí dụ, có rượu vào, hắn chạy xe bạt mạng. Kẻ vô đạo đức thường ăn nói bạt mạng. Thứ hai, bạc mạng. Bạc mạng không có nghĩa, không được sử dụng trong tiếng Việt. Có thể người ta đọc sai theo vùng miền. Vậy nên, bạt mạng mới là từ đúng. Các bạn thân mến, tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về từ lãng mạn và lãng mạn. Mến chào tạm biệt các bạn.